mới mua này. Hybrid. Platinum Highlander 7 chỗ, đầy đủ hết, full option. Đây, chủ tịch này. Rồi, đi nào đâu? Đi ra đây, lên trên, bà quay phim. Ừ. Đó, camera quay phim này. Em gỡ trường hạt ở bên kia qua vào, hay lấy cái khác. Ban đầu đang phê đấy. Rõ gì? À, có đấy mà có màn hình nhỉ? Xe gì mà cầm? Xe ông Huy đấy mà cầm, chẳng nhìn thấy gì. Cái đấy đời cũ mà, nó chưa có đạt cái mức giống như trong phim, đúng không? Trong phim nó để vào cái kiếng nó bấm này, đấy màn hình ảo, để vào cái kiếng không thì trên không khí này nó bấm nó ra chữ. Hả? Ai bật đèn xe vậy? Đâu? Đèn dưới vậy? Ủa đèn sao mở hết rồi nè? À, lát về tính. Đi nào đứng lên tắt không? Đi nào chạm vào đấy cái là nó tắt à? Đó, đi nào mở xe nó hổng. No, cái đèn dưới á. Đúng rồi, dưới nữa. Dưới nữa coi. Đúng rồi. Từ. Mới dán được mẹ. Cái này có camera. Đi nào ơi, con nói là đó. Đi khi quay mình phải có cái này, lỡ có gì mình quay được. Nó có camera màn hình bật lên này, nó dùng gương. Đầy đủ touchscreen, cái này touchscreen đó. Xe này ngon chuột nhỉ. Không, touchscreen thì không con chuột, còn xe ấy thì có. Xe mà không touchscreen ấy, nó làm màn hình ở xa ra tí thì không có touchscreen, tại vì nó làm xa đâu có sờ vào được. Này đang đi đón Đôn. Trăm ngàn mai đấy, bảo hành trăm ngàn mai máy này, với lại mấy cái bớ vẩn. Không, chưa, đấy là mới mua cũng không nhiều lắm đâu. Nhiều rồi, anh mua cái tháp mà.
Không, cái bên kia mới là cái top. No, anh mua cái top á. Nó đưa cái tờ giấy em 100 ngày mai đó. Anh mua cái top mà. No, cái top nó nằm bên này, Platinum. Mình mua cái gold. Mình mua cái gold à? Ừ. Cái kia gần đắt hơn tí nữa. Thì bây giờ gọi anh Hùng qua xem nó có... Đi bên này này. Đó, đi vào đón đồn. Chưa ra mà mới 57. Đây trường học đồn này lớp 8. Nó ra nó đứng ở cái cửa nó nhắn tin đi đã xong nó mới ra. Nó thấy à. Ừ. Đóng cửa vô con. Đi nè. Đóng cửa đi. Không mở cửa. Thôi đâu. Học sinh lớp 8 mà nhìn giống như là phụ nữ. Ấy. 50 tuổi nhỉ. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi xuống. Thế làm sao mà gọi nó? Để xe đi lên, mở cửa ra. Đúng rồi. Không, chưa thấy anh đang đứng ở cửa. Anh message cho. Ừ, đứng cửa message đấy. Cửa message xong anh đi ra. Học sinh đi ra. Lên. Xe mượn đằng sau. John, this is the new car. Hello, I'm in the back. Oh. Oh, oh. Oh my. Oh gosh. Oh, that's a big window. Cái này đi bằng này được thôi. Ô, mở hết được mà. Được. Mở hết được. Nhấn nút này nè con. Con coi cái nút này. Ồ. Rồi lấy rộng ra. Lấy rộng ra. Thôi. Ngồi xuống. Cảnh sát nó phạt cho bây giờ. Ok. Nó có để em đi ở đây. Cái này hybrid phẩm. Ừ. Xe ngon. Số nó gas, oil. 2021, we can buy this. Cái này khè đó. Đến khè bà chân ra. Oh, this is hot. Huh? Seatbelt. Từ từ. Oh, I forgot. Where's the seatbelt? Oh. No, I can't see the seatbelt. Từ từ. Đi nhanh, nhanh lên, nhanh lên. Đi nhanh lên để cho thằng kia nó đi vô. Lúc nãy nó học ở trên trường đôn học. Cái này đi Michigan được. Can I do this? Đi học mà. Can I đi Michigan trip? Can I đi Michigan trip? Michigan. Is then me to hide. Mở cửa mạnh quá là không được đâu. Con mở cửa mạnh đâu con, số con đang đi. Con để cái tay của con ở đây. Đi lên đẩy con rất đỉnh. Ừ. Em. Mở này lên cái.
mời cái chân. Wow. Don't do your hand. No. Come on, mommy, bacon. Okay, okay. Pink. Bốn mái em. And yellow. Ba. Big gun up. Nó nói em sáu mái. Pink. Ba. Nó sáu mái á. Ừ, sáu mái. Sáu mái. Nó nói em sáu mái mà. Sáu mái. Nó đòi lấy bốn mái mà em không lấy. Pink. Tại cái này là pink and đông yellow. Look at, there's two yellows. Giờ làm bằng nhựa hết nhỉ? Nhựa sữa. Mommy. Pink. Đi vô đi, đi vô đi. Hả? Mommy. Không, mẹ đang con. Mommy con con. Ba con coi iPad. Hả? Ra ngoài chơi. Nó con coi iPad. Nhìn thấp. Coi một tiếng nãy rồi. Lina. Vẽ đi. Lấy giấy ra bút vẽ đi.